Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Tiếp tục hôm nay em sẽ cập nhật về cái giá lúa mới nhất cho anh chị cùng ngắm ha. Nếu như là anh chị là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á thì hãy đăng ký kênh, cũng như là anh chị cũng có thể là bình luận cập nhật cái giá lúa ở khu vực anh chị ha, để cho em được biết, và cái video sau thì em sẽ cập nhật lên cái kênh của em ha. Rồi thì qua một lượt khảo sát thì em thấy là hôm nay là giá lúa của mình nó đã lên nha anh chị ha. Và một số kênh YouTube khác thì cũng đã là đăng bài là nói là giá lúa của mình hôm nay nó lên, còn chi tiết nó từng tỉnh nó như thế nào thì em sẽ đọc những cái bình luận mà anh chị đã bình luận lên để cho những anh chị mà nào là người xem mới thì cũng có thể là tham khảo ha. Thì có bình luận đầu tiên có một anh là Tuấn Nguyễn nè, ảnh bình luận là lúa của mình là nó đang nhích lên từ từ ha, riêng thằng RVT và ST24 là đang tăng mạnh. Thì đối với hai cái giống lúa này thì trước đó thì em cũng cập nhật cho anh chị là nó 8.200 là 1 kg rồi nha anh chị ha, cũng khá là ok nha anh chị. Và một bạn là user2401 nè, thì bạn này vẫn hỏi mình cái 5451 thì bao nhiêu 1 kg. Thì hôm bữa thì mình cũng có là cập nhật cái giá lúa là 5451 ở Gò Công Tây anh chị, là hiện tại là 8.200 luôn nha anh chị ha. Rồi một bạn hỏi là 7347 thì giá bao nhiêu, thì cái lúa 7347 thì không đây em cũng chưa có cập nhật nữa, thì anh chị nào biết được cái giá lúa là 7347 thì giá bao nhiêu thì anh chị cập nhật lên giúp em nha. Rồi một bạn là Vũ Khuyết Trâm nè, anh này anh nói là ở huyện thị trấn Trần Văn Thời, Cà Mau, Đài Thơm 8 là chỉ có 7.250 cò ép lái ghê. Thì bữa giờ em cũng nghe ở bên cái huyện là Trần Văn Thời, Cà Mau này là ép giá dữ lắm nha anh chị ha. Và một số kênh YouTube cũng đưa lên là nói là ngay cái huyện là Trần Văn Thời nè của Cà Mau nha anh chị ha, là ép giá đó. Thì bữa giờ thì em thấy những nơi ép giá như là Đức Hòa, Long An nè, cũng như là Tây Ninh nha anh chị ha, và ba nữa là Cà Mau, nhưng mà ở bên Long An á, thì bây giờ em thấy giá nó thì cũng đã nhích lên rồi, nhích lên từ khoảng đâu là từ 7.900 cho đến 8.200 nha anh chị. Rồi ok, rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật một bạn là Hồng Nguyễn nè, mình ở thị trấn Vĩnh Viễn, Đài Thơm 8 lấy được là 8.300. Rồi cảm ơn bạn đã cập nhật cái thông tin tại thị trấn Vĩnh Viễn nha. Một bạn là Hùng 83 nè, tại Châu Thành, Sóc Trăng, Đài Thơm 8 có người lấy cọc là 8.400 rồi đó bạn. Rồi cảm ơn bạn ha, những thông tin rất là tích cực giúp cho những anh chị nông dân có thể là cập nhật được. Một bạn là An Nguyễn ha, 7537 nè, cảm ơn bạn rất nhiều đã cập nhật những thông tin giá lúa cho người nông dân nè. Giờ nghỉ cập nhật giá đi, giờ hết lúa rồi. Hết lúa thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá lúa giống nha, hoặc là giá rơm hay gì đó, thì anh chị mà nào mà biết những cái thông tin gì đó thì anh chị cứ cập nhật lên đi, thì em sẽ cập nhật cho. Tại vì vô cái vụ ba này thì anh chị sẽ nghỉ xả hơi khoảng đâu là 1 tháng mấy đến 2 tháng nha anh chị ha. Rồi sau đó thì em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá lúa giống để cho anh chị có thể là nắm được, anh chị mua nó không có bị lầm ha. Rồi một bạn cũng cảm ơn mình về cập nhật cái giá lúa nè. Rồi tiếp tục em sẽ chia sẻ cho các bạn là một thông tin từ Đức Hòa, Long An ha. Bạn này là bạn user 6G nói nè, Đức Hòa Long An thì cũng tùy theo chỗ, chỗ mình đường lớn, sông lớn, ở xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa Long An, ngày 9 tháng 3 Đài Thơm 8 chỉ có 7.200 thôi, nếp là 7.200 luôn, lái mua trực tiếp. Vậy là chỗ bạn là bị ép giá cực kỳ nha bạn ha. Cái nếp bây giờ là 7.900 đến 8.100 nha mọi người ha, tại Đức Hòa, tại Tân Hồng luôn á, em cập nhật tại Tân Hồng luôn á. Còn là lúa Đài Thơm 8 bây giờ là từ 7.900 đến 8.100 rồi đó. Rồi tiếp tục là anh user 9N nè, mình ở Trảng Bàng, Tây Ninh nè, OM 5451 cập nhật giá bao nhiêu em. Thì đây mà có một bạn trả lời nè, là bạn user 7L ha, bạn cập nhật là 8.000 nha. Bây giờ giá lúa của mình hiện tại là đang lên nha anh chị ha, đang lên, lên từ 8.000 trở lên. Hồi ngày hôm qua hay hôm trưa với em có thấy một bạn tin Trần nè, bạn nói là cái khu vực của bạn chỉ mới là thu hoạch được có là 7.800 thôi mà tại sao nói lúa lên. Thì ở đây thì em cập nhật cho anh chị á, cái giá lúa lên á là em cập nhật ví dụ như tỉnh này tỉnh kia, cái phần đa số á là em thấy nó lên là em sẽ ghi là cái giá lúa nó lên nha anh chị ha. Và một cái yếu tố nữa đó chính là lúc nào em cũng ghi, ví dụ như mà cái lá lúa, cái giá lúa mình mà nó đang giảm đúng không, em vẫn ghi là nó lên, em ghi lên như nè. Giá lúa gạo hôm nay nhiều nơi tăng và nhiều nơi giảm. Tại sao em lại nói như vậy? Em sẽ nói như vậy cho những anh lái, người ta sẽ không có ép giá mình. Ví dụ như cái giá lúa của mình mà em ghi ở trên YouTube là cái tiêu đề đi, cái tiêu đề là giá lúa hôm nay giảm rồi, mấy ông nội cò đó, mấy ông sẽ lấy cái video của em lên phải không, mới đưa cho mấy cái người nông dân xem
ở trên YouTube người ta còn đưa tin lúa giảm nè, nó bà con thấy không, nó kiểu như vậy là mấy hàng cò nó sẽ ép giá mình. Thành ra là lúc nào em cũng sẽ ghi là cái giá lúa của mình là nó sẽ tăng, sẽ giúp cho cái bà con nông dân của mình á là cò nó sẽ không có ép giá được. Nó thì đó là cái hay ha. Và mọi người thấy em chia sẻ được thì cho em xin một nút like và một nút chia sẻ nha. Rồi tiếp tục em cập nhật nè. À, bạn này bạn nói là không phải đâu bạn ơi, tùy theo đồng, đồng nào có tỷ lệ và với gạo đẹp bạn ơi. À, đài thơm 8 không là đúng, có nhiều nơi không ép được đâu bạn. Cái này thì chắc là anh lái rồi, thì lái ở đây thì em cũng không có gom đũa cả nắm nha. Có nhiều anh lái thì cũng có tâm, mua cũng khá là chính xác, thì bạn nói thì cũng đúng chứ không phải là không đúng nha. Nhưng mà ở đây thì em nói là cái phần đa thôi chứ không phải là ai cũng vậy. Rồi tiếp tục là bạn Diễm Phan nha. Bạn nói là ở chỗ mình là kiến tường, lái bỏ cắt cho nông dân tới ngày rồi, vô chê lúa xanh rồi bớt tiền. À, không thì nó bỏ cho 3-4 đêm, nông dân chịu không nổi phải ngậm ngùi bớt giá. Thấy chưa? Các bạn user chính đâu không? Bạn có nghe rõ không? Mình đọc lại cái câu bình luận này cho bạn nghe lại nè. Ở chỗ bạn ở chỗ bạn Diễm Phan này, bạn nói là bạn ở kiến tường phải không? Lái bỏ cọc rồi, nhưng mà tới ngày cắt vô chê lúa xanh, kêu bớt giá. Nếu như là không bớt giá thì bỏ 3-4 ngày cho lúa nó chín luôn thì nó giảm giá xuống. Đó. Rồi tới đó thì bắt buộc là nông dân mình phải bán thôi. Thấy chưa? Rồi một bạn chợ Nguyễn nè, 76558 ha, bạn nói là mình ở Đức Hòa, Long An. À, cho hỏi nếp ở Long An bao nhiêu. Nếp ở Long An á, thì hai bữa trước là em cập nhật là 7.700, còn ngày hôm qua là em cập nhật là từ 8.000 đến 8.100 nha. Rồi tiếp tục là Vĩnh Trường nè, 7982 ở Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Đài Thơm 8 là 8.100. Rồi tiếp tục là em cập nhật ha. Hôm nay là 9 tháng 3 nè, mình alo thương lái tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, báo giá 5451 là 7.000. Anh chị em Bà Rịa Vũng Tàu cập nhật nhé. Cảm ơn kênh YouTuber đã cập nhật cho bà kênh rất hữu ích. Rồi cảm ơn bạn luôn nha. Nhưng mà 7.000 là rẻ nha bạn, rẻ nha. Rồi mình ở xã Long, thị trấn xã Tân An, xã Tân An Giang. Lúa Đại Thơm 8 giá 8.200, mùng 10 này sổ. Bạn ơi cảm ơn bạn nhiều. Rồi cảm ơn bạn luôn ha. Có một câu trả lời là Sóc Trăng được 8.400 rồi đó bạn. Rồi một bạn Cường Trần nói là hết lúa thì nhà nước mới vào cuộc, cuối cùng dân vẫn nghèo bền. Thì đa số thời điểm này thì bà con mình cũng đã thu hoạch gần hết lúa rồi, chỉ có khu vực Tây Ninh nè, rồi Long An nè là còn lúa nhiều nha. Những nơi nào mà bị ép giá là những nơi đó còn lúa nhiều nha anh chị ha. Cứ suy nghĩ đơn giản như vậy thôi. ST25 Cà Mau giá bao nhiêu? ST Cà Mau thì em chưa cập nhật được ở Cà Mau nha. Nhưng mà giá lúa thì hôm qua nay ST như tỉnh Kiên Giang này nọ là 8.000 rồi nha anh chị. Rồi cảm ơn kênh đã báo giá cho nông dân chính xác và bổ ích. Rồi cảm ơn bạn. Tây Ninh giá lúa tệ quá. Đúng rồi, Tây Ninh của mình là qua nay em cũng nó nói vô nhiều á. Giờ là giá lúa nó hơi rẻ so với những tỉnh khác á, do lái lúa mình ép á. Lúa Nhật Kiên Giang bao nhiêu anh? Lúa Nhật hả? Lúa Nhật là 8.000 nha. Rồi một bạn Thùy Linh 8858 nữa nè, ở kênh 15 Tri Tôn An Giang. Lúa 504 giá bao nhiêu vậy em? Cảm ơn em. 504 hồi qua nay cập nhật là tầm khoảng từ 7.200 cho đến 7.500 nha bạn Thùy Linh. Rồi, tiếp tục nè. Mong cho lúa tăng để mình bớt khổ. À, mình ở Tây Ninh lúa gà bao nhiêu? Lúa gà bây giờ là 7.000 mấy nha mọi người. Lúa gạo 202. Rồi tiếp tục là đài thơm Châu Thành Trà Vinh lái trả là 8.300 mình chưa bán. Để mình coi nè, mình cũng ở Trà Vinh cho mình số điện thoại. Rồi anh chị nào mà có lái ở Trà Vinh thì cập nhật lên cho bạn đẹp 9198 này cập nhật nha. Rồi ST Kiên Giang bao nhiêu vậy? Có một bạn trả lời là 8.300 nha. Nãy cũng có mấy bạn mà hỏi ST 24 bao nhiêu á, 8.300 nha. Ở Châu Thành tỉnh Trà Vinh trả 8.200 mình chưa bán. Rồi giống lúa gì vậy bạn? Một bạn này trả lời là OM18 nha, là 8.200. Cảm ơn em đã nói giá lúa cho bà con được biết. Rồi bạn Hòa Nguyễn là mình ở Tây Ninh OM380 hiện nay chỉ được 7.200. Rồi một bạn ở thị xã Gò Công Tiền Giang nàng qua là 7.900, không biết 5451 sắp tới là cắt bao nhiêu rồi. Rồi cảm ơn anh nha. Còn một số câu bình luận nữa chút xíu em sẽ cập nhật ở bên kênh phụ nha anh chị. Anh chị chịu khó xem bên kênh phụ của em nha. Em cũng xin được mến chào.